Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cóp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nấm liêm xanh và tại sao phải mua nấm liêm xanh tại Nguyễn Trần Cóp. Nấm liêm xanh Nguyễn Trần đang ngày càng khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường thảo dược hiện nay. Với chất lượng được cam kết cùng giá cả hợp lý, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng và tin dùng sản phẩm. Trên thị trường có khá nhiều cơ sở chuyên cung cấp nấm liêm xanh. Điều này khiến cho người tiêu dùng khá băn khoăn khi quyết định mua ở đâu. Tuy nhiên, khi đến với Nguyễn Trần Cóp, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm mua và sử dụng sản phẩm tại đây. Điều đầu tiên, vị nấm liêm xanh Nguyễn Trần đảm bảo chất lượng tốt. Đặc điểm nổi bật của nấm liêm xanh Nguyễn Trần đó là nấm liêm xanh có nguồn gốc tự nhiên, được phơi, sấy khô đúng kỹ thuật, đảm bảo những thành phần quý bên trong nấm không bị mất đi, cam kết không sử dụng chất độc hại trong quá trình sơ chế, được chuyên gia kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi đóng gói xuất ra thị trường. Sản phẩm đã được hàng nghìn người sử dụng, mang lại hiệu quả cao. Đơn vị cung cấp Nguyễn Trần Cóp đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thảo dược. Nguyên nhân thứ hai đó là vì nấm liêm xanh Nguyễn Trần có giá cả hợp lý. Là một loại nấm dược liệu quý, mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe như tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, làm giảm các triệu chứng suy nhược thần kinh, giải độc, thanh lọc cơ thể, phòng chống và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh gút, khớp, tiểu đường, các bệnh về gan, suy giảm chức năng gan, nóng gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan, v.v. Bệnh về đường tiêu hóa và viêm loét dạ dày. Và đặc biệt, nấm liêm xanh còn có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư, giúp tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Cũng bởi vì mang đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, lại là dược liệu quý, thu hái khó khăn, nên loại nấm này có giá bán trên thị trường khá cao, lên đến vài triệu đồng cho 1kg. Tại Nguyễn Trần Cóp, nấm liêm xanh tự nhiên nguyên tai, nguyên gốc có giá bán lẻ là 2.400.000 đồng 1kg. Nấm liêm xanh tự nhiên đã được sắc lát có giá là 2.700.000 đồng 1kg. So với mức giá trên thị trường hiện nay thì có thể nói giá tại đây là rất hợp lý. Ngoài ra, khi mua 1kg nấm liêm xanh, khách hàng còn được khuyến mãi thêm 1kg cây an xoa trị giá 130.000 đồng và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Với chất lượng nấm liêm xanh được đảm bảo cộng với giá cả hợp lý so với thị trường, Nguyễn Trần Cóp ngày càng thu hút được đông đảo người tiêu dùng. Để mua được sản phẩm Nguyễn Trần Cóp, vui lòng liên hệ. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188 hoặc 0906 939 166.